một thành viên của Nghị viện bang Victoria của Úc đã kêu gọi điều tra về sự bất công và sai phạm của cảnh sát và tư pháp của bang trong việc xét xử và kết án tù Đức Hồng Y George Pell. Ngày 18 tháng 6 vừa qua, ông Bernie Finn thuộc Đảng Tự Do, một thành viên của Hội đồng Lập pháp bang Victoria, nói rằng sự ngay chính của hệ thống tư pháp ở bang này rất cần được xem xét. Ông nói, có những câu hỏi lớn đang rất cần được trả lời. Tôi muốn thấy có một cuộc điều tra từ xa, cảnh sát, Victoria, hệ thống tư pháp và chính phủ. Ông Finn yêu cầu ông Jill Hennessey, tổng trưởng lý bang Victoria, mở một cuộc điều tra về ông Graham Ashton, cựu ủy viên cảnh sát Victoria, và tập đoàn phát thanh truyền hình Úc để khám phá ra cách chúng ta có thể tránh xét xử bằng phương tiện truyền thông trong tương lai, cách tòa án phúc thẩm đã xét xử sai lầm và cách một người vô tội trong thời đại ngày nay ở Victoria có thể bị bỏ tù theo cách mà Đức Hồng Y Pell đã bị. Đức Hồng Y Pell nguyên là Tổng trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh. Ngài bị kết án vào năm 2018 về nhiều tội lạm dụng tình dục. Vào ngày 7 tháng 4, Tòa án Tối cao Úc đã đảo ngược án tù 6 năm của ngài. Tòa án Tối cao phán quyết rằng ngài vô tội đối với những tội đã bị kết án bởi tòa án cấp dưới và tòa phúc thẩm đã không giải thích được sự nghi ngờ hợp lý. Ông Finn nói với Tuần báo Công giáo, tờ báo của Tổng giáo phận Sydney, rằng công lý đã vô cùng thất bại khi chống lại một người tốt. Ông nói thêm, bạn không cần phải là người Công giáo để quan tâm đến vấn đề này. Nếu điều này có thể xảy ra với Đức Hồng Y Pell, thì nó có thể xảy ra với bất kỳ ai và rõ ràng cho thấy một lỗ hổng lớn trong thứ được gọi là hệ thống công lý của bang Victoria.